Tại Đà Nẵng, Lữ đoàn Thông tin 575 Quân khu 5 vừa tổ chức hội nghị quân chính sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ quân sự 6 tháng cuối năm 2020. Từ đầu năm đến nay, Lữ đoàn đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác, bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu, thông suốt, vững chắc, nâng cao khả năng cơ động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện đúng nội dung chương trình huấn luyện cho các đối tượng, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị bám sát yêu cầu nhiệm vụ, phòng chống dịch COVID-19 bảo đảm tốt, nội bộ đoàn kết thống nhất, dân chủ được phát huy rộng rãi, đời sống vật chất tinh thần của bộ đội được nâng lên. Hội nghị xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn, 100% các cơ quan đơn vị đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện, lữ đoàn đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Duy trì quản lý điều hành khai thác tốt hệ thống thông tin tại tổng trạm thông tin, các đài trạm, các tuyến đường trục thông tin. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, cơ động bảo đảm thông tin liên lạc, phục vụ quân khu 5 xử trí các tình huống đột xuất, bảo đảm thông tin vô tuyến điện, hữu tuyến điện, quân bưu, cơ động, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.